xem búp bê tiên cá của tớ nè. Tớ biết cách làm cho nó ngầu hơn. Tớ sẽ bắt đầu bằng cách sơn trắng mặt của cô ấy và làm y chang với phần thân còn lại. Tớ muốn làm cho cô ấy trắng như tuyết luôn. Sau đó chúng ta sẽ thêm môi đỏ đẹp và mắt đỏ như một con ma cà rồng. Không thể quên lông mày và kẻ mắt được. Sau đó tớ sẽ đặt một cái lưới lên người của cô ấy. Rồi tớ sẽ thêm các vệt đen trong tóc của cô ấy, giống y như tóc của tớ vậy. Cuối cùng, đến lúc tiêm vào cô ấy một chút thuốc kỳ diệu để làm cho cô ấy mọc răng ma cà rồng rồi. Ôi không, điều gì sẽ xảy ra với con búp bê? Con búp bê đã biến thành một nàng tiên cá ma cà rồng thực sự. Sáng tạo hoàn hảo của tớ. Các con, đến giờ ăn trưa rồi. Hả? Ta sẽ đưa các cháu đi qua cánh cổng với ta. Enid và Wednesday vừa nhìn thấy con cái của họ bị đưa đi. Ôi không, chúng đi đâu rồi? Chắc chắn phải có một lối vào. Nếu cô ấy ăn thịt con gái chúng ta thì sao? Hả? Cánh cổng đã mở ra. Chúng ta nên chuẩn bị vũ khí của mình sẵn sàng. Đi nào. Vũ khí của anh ấy lớn hơn nhiều so với chúng ta đó. Cổng này cấm con người đi vào. Bạn phải là một nàng tiên cá như hình các nàng tiên cá này vậy. Chúng ta chỉ cần trông giống như tiên cá sao? Vậy thì hãy chuẩn bị một buổi trang điểm nào. Tớ sẽ bắt đầu với một lớp phấn mắt. Oops, cẩn thận đừng để chọc vào mắt của tớ nha. Wednesday, tớ lừa cậu rồi. Tớ không cần cái đó. Xem kìa, đó là xinh. Đó là phong cách mới của cậu sao? Tớ sẽ cần cái đồ bó đó đó. Cho xinh nha. Thật là xấu hổ. Tớ sẽ đặt cái đồ bó này lên đầu. Rồi tớ sẽ thoa phấn lên trên má. Nhìn kìa, chúng trông giống y như vậy cá. Tớ có thể làm tốt hơn với cục than này. Tớ sẽ làm giống như cô ấy. Để đồ bó lên má và thoa phấn lên. Quá dễ dàng. Hả? Bây giờ cô ấy đang thoa son môi nữa. Mình chỉ có than mà vị của nó cũng không được ngon nữa chứ. À ha. Chú hồng hạc bé nhỏ này có thể giúp tớ. Chúc ngon miệng nha. Cậu ấy sẽ ăn than giùm tớ và biến nó thành thứ mềm hơn. Ý cô là phân chim á? Tớ sẽ dùng nó để tô son môi. Nó là một sự hy sinh nhỏ để lấy lại con của tớ. Xong rồi. Đồ trang điểm của chúng ta thật là hoàn hảo. Hãy tới cánh cổng thôi nào. Này, bây giờ chúng tớ đã trông giống như nàng tiên cá. Nhiều đó chưa đủ đâu. Phụ kiện trang trí khuôn mặt của các cô ở đâu? Không. Quay lại khi các cô có chúng nha. Con người khờ khạo thật. Tớ nên làm gì bây giờ đây? Hãy để tớ kiểm tra hộp trang sức của mình. Tớ đã tìm thấy công cụ trang trí lấp lánh. Xem đây. Đính ngọc trai lập tức lên mặt. Còn tớ thì sao? Tớ sẽ lấy các viên ngọc trai ra khỏi vỏ sò này. Sau đó tớ sẽ nghiền chúng thành các mảnh thật nhỏ. Hay da. Thật là thỏa mãn. Bây giờ thì nhún mặt tớ vào và xong rồi. Đá quý tức thì trên mặt tớ. Các cô đã quay lại rồi hả? Tốt, các viên đá quý này trông thiệt là hay. Tuy nhiên, mái tóc của các cô vẫn chỉ là kiểu tóc nhàm chán của con người. Thôi nào. Hãy xem các bà mẹ đang làm gì bằng gương phép thuật của ta nào. Sebastian, đến đây. Ta cần ông phá hoại kế hoạch của bọn họ. Họ ở đây nè. Ta nên sử dụng càng của mình và cắt đứt mái tóc của cô ấy. Ta thích cắt đồ. Bím tóc của tớ. Bím tóc đẹp đẽ của tớ. Tớ sẽ tưởng nhớ cậu. Bây giờ cô ấy đã được yên bình rồi. Tớ biết cách giúp cậu. Tớ sẽ cắt bím tóc còn lại của cậu và thay thế chúng bằng những cái của nàng tiên cá. Cái gì? Gớm quá đi. Tớ không thể tin là tớ có màu sắc trong tóc của mình đó. Mái tóc này giống như tóc của tiên cá như vậy. Nó trông thật là tuyệt vời. Ai là nhà tạo mẫu tóc của cô vậy? Tôi muốn tới thăm họ. Tớ đoán tới lượt tớ trang trí tóc của mình rồi. Đi thôi nào. Tớ sẽ bắt đầu bằng việc thêm kim tuyến lên trên tóc của mình. Sau đó tớ sẽ hoàn thiện bằng kẹp tóc tiên cá. Nó đơn giản nhưng mà thật là dễ thương. Không thể tin được. Kiểu tóc đó có thể so với tóc của một công chúa tiên cá đó. Làm tốt lắm, kiểu tóc đã hoàn tất.
Cuốn sách công thức này rối quá đi. Nhìn này, tớ sẽ đánh lạc hướng con cua với một con cá. Đến đây nào, món ăn vặt bé nhỏ của ta. Bắt được rồi. Tại sao ông lại kẹp ta vậy? Bây giờ tớ sẽ ném viên bom tắm màu hồng này vào nồi của bà ấy. Coi chừng, nó sắp phun trào kìa. Một núi lửa bong bóng. Cứu! Họ đáng lắm. Trời, tại sao lại có nhiều vũ khí như vậy chứ? Tớ đã tìm thấy cái gì đó. Một cái áo ba lỗ trắng tinh. Hãy làm cho nó hay hơn nào. Đặt chiếc áo nằm xuống. Tớ sẽ tạo hoa văn dãy cá bằng keo nha. Sau đó tớ sẽ thêm một ít màu thực phẩm khắp áo. Và rồi trộn chúng lại với nhau giống như dãy cầu vồng. Áo nàng tiên cá của tớ thật là đẹp. Ồ, chúng thật là tuyệt. Nhưng mà lông nách không được phép vào dung đất tiên cá đâu nha. Đưa cho tớ viên kẹo cao su của cậu. Tại sao vậy? Tớ sẽ sử dụng nó để tẩy lông nách của mình. Gớm quá, tớ không muốn nói nữa đâu. Enid bé nhỏ, đến lượt cháu rồi. Hả? Cô đang dẫn con đi đâu vậy? Hãy xem cháu nặng bao nhiêu. Nặng bằng xương cá sao? Vậy là chưa đủ. Sebastian, hãy vỗ béo cho chúng. Hoặc là ta sẽ luộc ông trong nồi nước đó. Chúng vẫn không thích. Ta sẽ phải cố gắng hơn vậy. Ta sẽ cắt cá sống thành từng miếng và đổ Coca-Cola vào hỗn hợp. Hãy trộn chúng với máy xay và biến chúng thành thạch nào. Wow, chúng ta được ăn thạch vị nước ngọt sao? Trông nó ngon quá đi. Thật là ấn tượng. Bây giờ bọn tôi vào được chưa? Các cô cần phải có đuôi tiên cá để vào. Các cô vẫn còn đôi chân to xấu xí của con người. Con gái bọn tôi đang gặp nguy hiểm. Đồ sinh vật trong biển xấu xí kia. Xin lỗi về cô ấy nha. Tớ phải đi lấy một cái đuôi ở đâu đây? Tớ không có loại quần áo phù hợp cho điều đó. Giờ đã, tớ có một cái đuôi tiên cá ở trong tủ quần áo của mình nè. Hoàn hảo. Tớ sẽ phải tìm kiếm kho báu trong thùng rác vậy. Tớ sẽ làm một cái đuôi tiên cá từ cái túi này. Bọn tôi đã sẵn sàng để bơi vào cánh cổng rồi. Bạn của cô không có đuôi. Đó là một cái túi rác. Tôi sẽ phải đốt nó đi. Thật là xấu hổ quá đi. Tớ phải đi đây. Những chiếc giày patin này thật là vui. Anh muốn thử chứ? Vậy hãy đưa tôi đuôi của anh để đổi lấy đôi chân của tôi nào. Được thôi, hãy để tôi làm phép thuật của mình. Đúng vậy, tôi có chân người rồi. Cuối cùng mình cũng có đuôi tiền cá. Hãy đi cứu con của chúng ta nào. Bây giờ các cô có thể vào cánh cổng rồi. Chúc các cô may mắn trên hành trình của mình. Bây giờ bọn tôi vào được chưa? Các cô cần phải có đuôi tiên cá để vào trong. Các cô vẫn còn đôi chân to xấu xí của con người. Con gái bọn tôi đang gặp nguy hiểm. Đồ sinh vật trong biển xấu xí kia. Xin lỗi về cô ấy nha. Tớ phải đi lấy một cái đuôi ở đâu đây? Tớ không có loại quần áo phù hợp cho điều đó. Giờ đã, tớ có một cái đuôi tiên cá trong tủ quần áo của mình nè. Hoàn hảo. Tớ sẽ phải tìm kiếm kho báu trong thùng rác đây. Tớ sẽ làm một cái đuôi tiên cá từ cái túi này. Bọn tôi đã sẵn sàng để bơi vào trong cánh cổng rồi. Bạn của cô không có đuôi. Đó là một cái túi rác. Tôi sẽ phải đốt nó đi. Thật là xấu hổ quá đi. Tớ phải đi đây. Tôi đã luôn muốn thử trượt patin. Hãy xem chúng có vừa với dây của mình không. Đi mà. Ôi không. Tôi ước gì mình có đôi chân của con người. Anh muốn đi trượt patin ư? Tôi biết phải làm gì. Những chiếc giày này thật là vui. Anh muốn thử chứ? Vậy thì hãy đưa tôi đuôi của anh để đổi lấy đôi chân của tôi đi nào. Được thôi, hãy để tôi làm phép thuật của mình nào. Đúng vậy, tôi có chân người rồi. Cuối cùng mình cũng có đuôi tiền cá. Hãy đi cứu con của chúng ta nào. Bây giờ các cô có thể vào cánh cổng rồi. Chúc các cô may mắn trên hành trình của mình. Đến lúc nấu bọn trẻ rồi. Dừng lại ngay. Ta sẽ không để các cô phá hỏng bữa ăn của ta đâu. Tấn công. Hey-ya! Các cô không đấu lại ta đâu. Nếu như buộc dây thun quanh càng của ông thì lại khác. Và một cái xô trên đầu ông nữa.
cái đinh ba của ta rất là mạnh đó. Xin đã mở cổng để giải phóng các cô bé. Chiếc gương này sẽ khiến tia sáng phản chiếu lại trên ma cà rồng. Nàng tiên cá ác biến thành một con cá. Các con gái của chúng ta vẫn còn sống. Chờ một chút, hai con có thể đổi chỗ không? Tuyệt vời, cái ôm đoàn tụ nè. Còn với ma cà rồng, Sebastian có thể sẽ muốn nó đó. Chúc ngon miệng nha. Xin đừng làm hại tôi vô tội. Hả? Đến giờ ăn giặt rồi. Wow, các bạn nhỏ đang đến thăm triển lãm nàng tiên cá. Wow. Chào em gái, trông em xinh quá à. Con búp bê kia trông y hệt chị. Đúng là con búp bê xấu xí. Đưa đây, dẫm đạp cho nhào nát đi, trông xinh hơn hẳn đó. Các em làm cái gì vậy? Đúng là hư quá đi à. Phải dạy cho bé đó một bài học mới được. Mình sẽ niệm một câu thần chú. Hả? Nàng tiên cá biến bạn mình thành con cua rồi. Không. Đúng rồi đó, chạy đi. Còn em sẽ cần một màn lột xác ngoạn mục đó. Em sợ lắm. Đến nơi rồi. Chào mừng đến với thế giới dưới nước. Hả? Là cua Sebastian. Nghe nói gia đình chúng ta có thành viên mới. Tôi mang quà tặng đến đây. Không biết bên trong có gì ta? Nhìn có vẻ cũ quá. Wow, là hộp mỹ phẩm cũ của mình. Còn có cả bức thư bên trong nữa chứ. Mở ra thôi. Đây là bản hướng dẫn để trở thành một nàng tiên cá. Chị sẽ giúp em hòa vào vương quốc dưới đáy biển. Em hào hứng quá đi. Nhìn mặt của em nè. Em ghét mấy cái nút mụn dữ lắm. Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu. Mụn của em vẫn còn đỏ. Đi với chị có ý này hay hơn. Ta sẽ nặng mụn theo phong cách của nàng tiên cá. Chị sẽ quay lại ngay. Hôm nay một gia đình nhà ốc sên sẽ giúp chúng ta. Chị sẽ đặt một chú ốc sên lên trên trán của em. Thêm một chú ốc nữa nào. Con này thì đặt lên má nha. Và đặt một con sang má bên kia. Giờ thì ta đợi chúng tiết ra chất nhớt nha. Ồ, chị nghĩ là chúng xong rồi đó. Cảm ơn gia đình nhà ốc sên. Hòa nhớt ốc sên quanh mặt đi. Để chị tháo kính xuống cho nào. Giờ thì ta lại đợi tiếp. Ồ, tuyệt, chất nhớt đã biến thành mặt nạ rồi. Wow, da em mịn như ngọc trai vậy đó. Ồ kìa, có chú cua đang lén lút nghịch ngợm. Ôi không, Sebastian đang cắt tóc của bạn gái. Cái quái gì, đây là tóc của mình sao? Có chuyện gì vậy? Cậu, đưa kéo cho tôi rồi đi khỏi đây đi. Xin lỗi. Vì tóc em đã bị cắt mất một đoạn rồi. Nên chị sẽ cắt nốt bên kia cho bằng nha. Chị vừa cắt thêm tóc của em sao? Đi với chị nào. Chị sẽ giúp em trông thật là sành điệu. Được rồi, thư giãn nha. Chị sẽ quay lại ngay. Chị ấy định làm gì vậy? Chết, chú cô cắt tóc đã quay lại rồi. Đừng lo, tôi tới để hoàn thành việc mình đã bắt đầu. Tôi là nhà tạo kiểu tóc giỏi nhất vương quốc đó cô bé. Chị có một con mực. Quá là tuyệt vời. Chị sẽ đổ mực màu xanh dương và màu đen lên tóc của em nha. Vẫn chưa xong đâu. Chị sẽ đính thêm đá quý cho tóc thêm lấp lánh. Thấy lấp lánh chưa nè? Trông em y như một ngôi sao vậy. Mình thấy mình xinh quá đi thôi. Phải ngồi xuống giãn đuôi một chút thôi. Wow, đuôi của chị đẹp thiệt đó. Còn em thì sao? Em đã cố hết sức để làm một cái đuôi của nàng tiên cá rồi. Đây đâu phải là bài tập mỹ thuật đâu. Không không không, em làm như vậy là sai rồi. Để chị tháo cái đuôi ngốc nghếch này ra đã. Wow, em làm cái đuôi dính chắc quá à. Ngồi yên nha, chị đi gọi người trợ giúp. Ariel đang gọi ai vậy? Tuyệt, như vậy ổn rồi đó. Ôi không, đằng sau cô bé là xúc tu sao? Là Ursula. Chào cô bé. Đừng có sợ, bà ấy tới đây để giúp đỡ đó. Đến lúc ta phải dùng xúc tu làm mọi việc rồi. Nhìn đôi ủng này đi. Ta sẽ đổ nước vào ủng để bắt đầu pha chế. Ta muốn cho thêm cả hạt nở nữa. Nhìn màu sắc pha trộn với nhau kìa. Wow, còn gì nữa? Ồ đúng rồi, bom tắm. Có thế chứ, hỗn hợp của ta hòa tan thật là đẹp. Giờ là thành phần cuối. Một giọt ma thuật để hoàn thành. Ta sẽ hô biến cho cháu một chiếc đuôi cá đẹp nhất trên đời.
xong rồi. Nào, nhúng chân vào đi. Mong là sẽ hiểu nghiệm. Wow, có điều gì đó đang xảy ra. Chân mình biến thành đuôi tiên cá rồi. Đến lúc lấy thù lao rồi. Đưa hết kim cương đây nào. Ta làm tốt lắm. Ta đi đây. Có đuôi bơi dưới đại dương dễ hẳn. Đừng giãy đuôi nữa. Áo, dừng lại đi. Có gì mà ồn ào dữ vậy? Oops, hình như mình đập phải thứ gì đó quý giá. Này, hả? Trời đã đổ tuyết rồi sao? Một ngư dân đang cạo vảy cá. Tội nghiệp chú cá, mình không cho phép. Mình sẽ niệm một câu thần chú lên anh ta. Hả? Cá của mình đâu rồi? Mình ngửi thấy mùi gì tanh tanh phía sau. Là con cá vừa nãy đang cầm tông đơ sao? Nó đang cạo đầu mình hả? Thôi không. Vậy là anh biết cảm giác đó như thế nào rồi đấy hả? Mừng là anh ngư dân đã bị trừng phạt thích đáng. Giờ thì phải làm gì với đống vảy này đây? Chúng sáng bóng luôn. Đúng rồi. Nhìn chiếc áo xinh chưa này? Ta sẽ trang trí cho áo thêm đẹp. Rắc hết vảy cá lên trên áo đi. Như vậy hả? Rồi giờ sao? Đợi điều kỳ diệu xảy ra thôi. Ta-da! Bộ đồ tiên cá của riêng em đó. Đợi em một chút, trông em như thế nào? Wow, trông em xinh lắm luôn. Mình đúng là một nàng tiên cá xinh đẹp. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Ôi không, mình bị kẹt trong lưới đánh cá rồi. Cứu em với. Có chị đây. Ôi không, ai đó cứu chúng tôi với. Để tôi, mọi người biết tôi là chuyên gia cắt xẻo mà. Để tôi cắt dây lưới ra. À, em ổn chứ? Chị mừng là em đã an toàn. Suýt nữa thì toi rồi. Cái lưới này thật là phiền phức quá. Khoan, thứ này có thể sẽ hữu dụng. Dùng để làm gì ạ? À? À, lại cần đến hộp mỹ phẩm rồi. Đã đến lúc sáng tạo một chút. Đầu tiên là phấn mắt màu hồng. Chị sẽ trang điểm cho em qua tấm lưới. Mình đánh má bằng phấn màu tím nha. Em đã sẵn sàng chưa? Ta-da! Trông em như một nàng tiên cá thực thụ luôn. Còn thiếu thiếu gì đó. Đây là nơi chị cất giữ ngọc trai quý giá. Chị sẽ đính ngọc trai lên trán của em. Có ngọc trai thì trông càng giống công chúa. Xong rồi đó. Tuyệt vời quá. Có ngọc trai và dãy cá trông em xinh hơn nhiều. Sao em lại buồn? Em muốn được trang điểm như nàng tiên cá kia. Trên bản hướng dẫn có ghi vậy mà. Tất nhiên rồi, sao chị lại có thể quên được? Đợi chút nha, đoán xem bên trong chiếc túi vỏ sò này có gì nào. Toàn là đồ mỹ phẩm không thôi đó. Lấp lánh quá đi. Em hãy chọn màu phấn mắt đi. Em muốn màu hồng, xanh dương và tím. Lựa chọn tuyệt vời. Nhắm mắt vào để chị đánh phấn cho nha. Giờ thì điểm thêm chút màu tím và xanh dương. Mở mắt ra nào. Mắt em xinh ghê. Chị sẽ dùng cái khuôn hình con cá này để kẻ mắt cho em nha. Ai cần kẻ mắt mèo khi ta có thể kẻ mắt đuôi cá chứ. Được rồi đó. Giờ mình sẽ vẽ dây cá. Ở dưới biển là chúng tôi làm thế này đây. Content. Bắt đầu đẹp rồi đấy này. Tiếp theo là môi. Đánh son bóng cho xinh nha. Em sẽ trở thành nàng tiên cá xinh đẹp tuyệt vời nhất trên đời. Đúng là cái gì cũng đẹp khi có thêm màu sắc. Cái kệ này cao quá đi. Mình không vớ tới cái hộp. Thôi nào, thôi nào. À, ôi không, đánh rơi mất rồi. Bao nhiêu là vỏ sò rơi hết trơn luôn. Có chuyện gì vậy? Em không cố ý làm rơi đâu. Mà em vớ lấy cái hộp để làm gì? Thôi vậy, chị sẽ lấy vỏ sò làm thành dương miệng vỏ sò nha. Đội lên đầu của em vừa khích luôn nè. Wow, trông ra dáng nữ hoàng cai trị biển cả rồi đó. Có gì đó mắc trong cổ họng chị. Vỏ sò ư? Ồ, chị lại có ý này hay tuyệt luôn. Đặt vỏ sò xuống nào. Chị sẽ đổ keo epoxy vào từng cái vỏ sò cho đến khi đầy. Sau đó đặt ngọc trai vào trong và đợi cho nó khô. Ta-da! Khuyên tai vỏ sò. Trông em sang chảnh chưa kìa. Em thích đống đồ trang sức mới quá đi à. Đeo nhẫn cho bàn tay xinh xắn đó nha. Ôi trời ơi, sao móng tay của em bẩn dữ vậy nè. Phải làm sạch móng thôi. Chị có đồ nghề đây rồi. Giữ nguyên tay đừng có động đậy nha. Chị sẽ lấy xà bông thoa cho sạch đã. Có hơi nhột ha. Sắp xong rồi. Giờ thì lấy công cụ ra để làm móng nào.
Wow, nó hoạt động như thế nào? Cứ đưa ngón tay vào rồi chị sẽ nhấn hình trang trí xuống. Dễ như ăn kẹo vậy ha. Wow, đúng là dễ thực hiện thiệt luôn đó. Nhìn móng tay của em nè, nhiều hình thù vui nhộn quá đi. Không cần đeo nhẫn, tay em cũng đã đủ xanh điệu rồi. Đến giờ ăn vặt rồi. Những viên kẹo dẻo con mắt này là tuyệt nhất. Xem này. Hả? Wow. À! Đây không phải là thức ăn tốt cho sức khỏe đâu. Cháu không được ăn kẹo dẻo nữa. Thay vào đó các cháu nên ăn bông cải. Cháu thích bông cải lắm. Không ăn đâu ạ. Nhưng cháu cần phải ăn lành mạnh. Không đâu, cháu nghĩ rằng con gấu của cháu mới muốn ăn. Đừng, nhìn máu lộn xộn mà cháu đang làm với con gấu kìa. Cháu đang làm mọi thứ vương vãi khắp nơi. Để cô lau dọn cho nó nào. Dừng lại và đưa nó cho cô đi. Cô sẽ đổ rau vào một cái bát chống đổ để cậu bé không thể nào làm đổ nó. Bây giờ thì ăn đi. Không. Tại sao nó không đổ được vậy? Giờ hãy mở miệng ra. Cô nói là mở miệng ra. Cháu đang xong món ăn của mình. Cô trông trẻ, cháu cũng đã rửa chén của mình rồi. Rất tốt, cháu xứng đáng được nhận một phần thạch tráng miệng làm giải thưởng. Nó thiệt là ngọt ngào. Cô nói là mở miệng ra. Chờ chút. Thạch và rau củ ư? Cô có một ý tưởng, cô sẽ quay lại ngay. Hả? Cô sẽ cho bông cải này vào một cái lọ. Sau đó cô sẽ thêm nước thạch rau câu lên trên. Cuối cùng cô sẽ đặt một nhãn dán lên nó. Nó trông giống như não trong lọ vậy ha. Cháu có thể ăn cái này thay. Eww. Chúng là não sao? Cháu sẽ thử một chút. Điều này thật là tuyệt vời. Cháu sẽ tận hưởng từng miếng một. Cô biết ngay đó là một chiêu thông minh mà. Ôi không, con quái vật đang đến chỗ cô bé. Hả? Cô trông trẻ đây, đang có chuyện gì vậy? Dưới giường của cháu có một con quái vật. Để cô kiểm tra thử xem. Đó chỉ là anh trai của cháu thôi. Đừng làm cho em gái của cháu sợ nữa, chàng trai trẻ. Quay về phòng của cháu ngay đi. Nhàm chán thiệt. Cô mang đến cho cháu chiếc đèn xinh xắn bóp được này đây. Nó thiệt là đàn hồi. Cháu nghĩ nó đang làm cháu bình tĩnh hơn nhiều. Cô cũng thích những thứ bóp được nữa. Cô sẽ đặt chúng xung quanh phòng của cháu nha. Bây giờ cháu có thể ngủ cùng một đội quân đàn hồi bảo vệ cháu rồi. Và cô sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ nữa. Tiếng ồn đó là gì vậy? Mình nghĩ nó đến từ dưới giường của mình. Nếu đó là một con quái vật thì sao? Trong phòng của cậu bé có chuyện gì vậy? Có điều gì đó không ổn. Mình phải vào đây. Cháu còn thức chứ? Con quái vật đó đang chơi đùa với đứa trẻ hư ư? Cô muốn cái gì? Xin lỗi. Hai đứa mau đến đây và ăn một quả táo này. Hả? Nhìn vào đôi tay bẩn của các cháu kìa. Dừng lại. Gì cơ ạ? Chúng ta hãy xem kỹ hơn nha. Thấy không, có vi khuẩn bò trên đôi tay của các cháu kìa. Không được chạm vào thức ăn cho đến khi đã rửa tay với xà phòng. Cháu ghét xà phòng. Cô sẽ quay trở lại ngay. Nhìn này, đây là cách rửa tay với xà phòng đó. Nó dễ dàng lắm luôn. Đôi tay của em đã sạch sẽ rồi. Tớ không muốn rửa tay của mình. Bánh donut. Tớ muốn ăn một cái. Nhưng đôi tay bẩn của mình bẩn quá. Chắc không sao đâu. Donut cuối cùng bạn cũng là của tớ rồi. Mình đã làm rơi nó. Nó vẫn ăn được. Bụng tớ đau quá. Chuyện gì xảy ra vậy? Cháu đã ăn với đôi tay bẩn có phải không? Hiện tại chắc là cháu bị ốm rồi. Chúng ta nên làm gì ta? Xà phòng bàn chân của Johnson. Cô có một ý tưởng. Cô sẽ gọi cho họ. Làm ơn cho tôi đặt hàng. Cô đã nhận được món hàng rồi. Xem đây. Một cục xà phòng hình bàn chân hả? Thiệt là hay. Cuối cùng vấn đề đã được giải quyết. Rửa tay bằng cái này vui hơn nhiều đó. Xong rồi. Đôi tay của tớ đã sạch bóng luôn. Cô trông trẻ và các đứa trẻ đang ở trong công viên. Tớ chỉ đang thưởng thức kẹo mút của mình. Nhàm chán quá đi. Hả? Nhìn rừng lông dưới nách của anh chàng đó kìa. Tớ có một kế hoạch. Này. Tớ nghe nói kẹo mút có thể dùng để tẩy lông nách. Vậy nên tớ muốn thử. Hả?
Tớ nghĩ có lẽ là nó có tác dụng thật. Đây là kẹo mút của em nè. Bây giờ nó gớm quá đi. Để cô xem nào. Eo, chúng ta nên giúp nó đi. Cô có một que kẹo mút khác ở đây nè. Nó còn đi kèm với súng đựng kẹo mút này nữa. Chỉ cần đặt nó vào trong thôi. Vậy cơ. Thưởng thức đi nào. Wow, cái này thiệt là hay. Còn cháu thì sao? Vấn đề đã được giải quyết. Ôi không, chân của đứa trẻ hư đang làm bẩn chăn ga. Nhảy, nhảy, nhảy. Trong khi đó, đứa trẻ ngoan đang có một ngày spa. Cô trông trẻ đây rồi. Cái gì? Nhìn cái giường kia kìa. Đứng dậy khỏi giường ngay. Cháu không muốn. Đến đây, đừng có chạy nữa. Cháu đang để lại vết bẩn khắp sàn nhà đó. Coi chừng. Hả? Cháu đã bắt được anh ấy. Đúng vậy, bây giờ đến đây và chúng ta sẽ rửa chân cho cháu. Không đâu, spa con gái quá đi. Đặt chân của cháu vào chậu nước. Ôi chao, chúng ta sẽ phải thay cái chậu này đây. Chân của cháu khiến nước trở nên như một khu đầm lầy vậy. Cháu sẽ không dùng cái đó nữa đâu. Cháu đi đây. Được rồi, đi đi, nhưng đừng làm bẩn nữa đó. Ôi không, cô xin lỗi về cái chậu của cháu. Chúng ta sẽ thay thế bằng những chiếc ủng này. Wow, thật là hay phải không? Hãy ngâm chân của cháu trong nước ngọt có ga một lúc. Được rồi, đến giờ rồi. Wow, thật sạch sẽ và sáng bóng. Hãy ăn một quả táo nào. Răng của tớ đau quá. Đành chịu vậy. Răng của cháu rơi ra rồi. Để cô xem nào. Ôi không, cháu cần phải đánh răng. Cháu không muốn. Chúng ta nên làm gì đây? Một chú chó ư? Được rồi, điều đó cho cô một ý tưởng. Chúng ta sẽ dùng nắp hình mông chó này để bóp kem đánh răng nha. Nhìn đây, chú chó đang ị ra kem đánh răng cho cháu đó. Thật là buồn cười. Được rồi, bây giờ cháu sẽ đánh răng. Gớm quá. Xong rồi. Cô trông trẻ thật sự là một thiên tài. Làm tốt lắm, cô bé ngoan đang tự dọn dẹp phòng của mình. Cảm ơn cháu vì đã là một bé gái tự lập nha. Trong khi đó, không gian của đứa trẻ hư lại bừa bộn quá đi thôi. Tớ có một cục nước mũi thiệt là bự. Tớ sẽ lau nó bằng ga trải giường của mình. Cháu còn có thể gớm hơn được nữa không? Đứng dậy và dọn phòng của cháu đi. Không, cháu không muốn. Cái chổi ngu ngốc. Không có chổi, không có dọn dẹp. Nhận lấy nè. Ê này, cháu sẽ ăn bánh bất cứ khi nào cháu muốn. Và cháu sẽ làm bừa trên sàn nhà luôn. Cháu đang làm cô đau đầu đó. Ôi không, lần này mình phải giúp cô trông trẻ. Tớ sẽ lấy cái chổi và chiếc xe tải đồ chơi của mình. Tớ sẽ đặt cái chổi ở phía trước xe tải và để Bobby cưỡi trên nó. Bây giờ bạn có thể quét sàn chỉ bằng cách sử dụng điều khiển từ xa. Thậm chí tớ còn có thể vui chơi trong khi dọn dẹp nữa. Làm tốt lắm Bobby. Còn mớ bừa bộn trên ga giường thì sao? Cô sẽ quay lại ngay. Muốn một cục nước mũi khổng lồ chứ. Ew. Thực ra nó chỉ là slime để cô có thể làm sạch mớ bừa bộn trên ga thôi. Những mảnh vụn đang bám vào slime kìa. Cô đã dọn sạch hết bụi bẩn rồi. Thật là dễ dàng. Cuối cùng mớ bừa bộn trên ga của cậu bé đã được dọn rồi. Nhưng cô vẫn cần phải thay ga giường. Chúng ta đã làm việc dọn dẹp thật tốt. Chúng ta đúng là một đội. Và cháu, cháu tốt hơn nên bắt đầu lau chùi kệ tủ của mình đi. Sao cũng được. Biết, nó là ngày sinh nhật của cô bé. Chờ đã, cháu chưa được ăn nó đâu. Cô vẫn phải thắp sáng nó để em gái của cháu có thể ướp và thổi nến. Tiếp tục đi nào. Ướp hả? Mất thời gian quá đi. Để cháu làm cho. Xong rồi, ăn bánh thôi. Nhưng em muốn thổi nến. Để em gái của cháu thổi đi nha. Hãy thử lại lần nữa nào. Được rồi, ướp đi. Lâu quá, vì thế cháu sẽ lại thổi. Dừng lại. Cái gì vậy? Cô không vui chút nào hết. Và cháu là một đứa trẻ rất hư. Hãy cư xử tốt được chứ. Mình có một ý tưởng.
tớ sẽ dùng máy sấy để thổi vào cái bánh. Ôi không, cô có thể dùng đĩa đựng bánh. Cô để che máy sấy ngay kịp lúc. Cô thật là một người phá đám. Đưa máy sấy đó cho cô và ngồi im một chỗ đi. Tớ nên ước cái gì ta? Tớ không thể nghĩ ra. À ha, máy thổi lá. Quá đáng lắm rồi, cô sẽ rút dây điện ra. Sau đó cô sẽ cho nắp bảo vệ ổ cắm lên để cậu bé không thể cắm nó vào lại nữa. Cô quay lại rồi đây. Cô bé đã ướt chưa vậy? Tớ biết ướt gì rồi. Yay! Cuối cùng cũng xong, cô cứ tưởng rằng chúng ta sẽ già đi ở đây chứ. Ăn bánh thôi. Cảm ơn anh đoán vậy, thật ra bữa tiệc này cũng vui đó. Đó có phải là một nút mụn khổng lồ tớ thấy không? Nút mụn đó to như một cái mái dòm vậy. Nó làm tớ muốn nặng quá đi. Chạy cho tôi với. Không, thật là bừa bộn quá. Chúng ta cần phải làm gì đó với cái mụn của em. Tôi có một ý tưởng. Hãy cắt chúng bằng các thanh kiếm mạnh mẽ của tôi đi. À, anh chắc chắn về điều này chứ? Tránh ra đi. Sử dụng hộp làm đẹp của tớ sẽ an toàn hơn nhiều. Tớ có cây nhíp đây. Vậy hãy bắt đầu nhổ các nút mụn đó đi nào. Thật là thỏa mãn quá. Xem này, vấn đề đã được giải quyết. Cậu nói đúng lắm. Tôi nghĩ cô ấy sẽ trông tốt hơn nếu không đeo kính. Bây giờ chúng ta có thể ngắm nhìn làn da mịn màng hoàn hảo của bạn rồi. Khuôn mặt của tớ trông thật mịn màng. Những cọng lông nách đang rất cần được cắt tỉa rồi đây. Đúng vậy, chúng ta cần phải làm điều gì đó. Tôi đã có combo kéo và dao cạo râu đây nè. Tấn công. Có hiệu quả gì không ta? Hả? Chuyện gì đã xảy ra với vũ khí của tôi vậy? Lực lượng của lông nách quá mạnh mẽ. Nó đã làm hỏng công cụ của tôi rồi. Xui cho cậu dữ vậy. Biết đâu chúng ta có thể sử dụng kẹo mút để kéo lông ra thì sao? Giữ vững nha. Ở yên nào, tớ gần xong rồi nè. Đúng vậy. Ups, xin lỗi nha. Đừng lo, tớ có hộp đồ làm đẹp của mình đây. Những gì bạn cần là loại bọt cạo lông đặc biệt này để phùng nền nách của bạn. Sau đó tớ sẽ cạo sạch nó bằng kiếm của tớ. Chúng mịn như khuôn mặt của tớ vậy. Nè, bạn đang làm gì đó? Nhìn mớ bầy hay trên miệng của bạn đi. Tớ muốn ăn thêm sô-cô-la. Đủ rồi đó, bạn đang làm hỏng răng của mình. Hãy dứt cái này đi thôi. May mắn là tớ có công cụ làm sạch răng này để giúp đỡ cho bạn đó. Mở miệng to ra và chuẩn bị tinh thần. Nó cứ như một khẩu súng nước vậy. Đây là cách nhanh chóng để làm sạch miệng và răng của bạn. Hãy cười tươi lên cho tớ xem nào. Hoàn hảo. Hay lắm luôn. Chúng ta cũng cần phải sửa lại mái tóc của bạn nữa. Tớ biết rồi. Tớ sẽ quấn những cây sáp màu này quanh đầu của bạn và phủ nó bằng một miếng giấy nhôm. Tiếp theo, tớ cần một quả ớt. Hãy cắn một miếng đi nào. Được thôi. Luffy đang thở ra lửa kìa. Hơi thở lửa đó sẽ làm nóng mái tóc của bạn và giúp chúng ta đó. Xem đây, tớ đã tặng bạn một kiểu tóc mới hoàn toàn. Trông tớ thật là xinh đẹp. Nóng, nóng, nóng quá. Đây, uống nước đi. Không ai đang trông coi hộp đồ làm đẹp hết. Tớ đoán là tớ có thể tự mình mở nó. Có gì đó ở sau chiếc hộp đồ làm đẹp. À! Đó là một con quái vật biển. Tấn công. Hay da. Dừng lại đi. Những cái xúc tu này là để trang điểm đó. Bạn dắt mực xúc tu vào trong một cái giỏ và thoa lên mặt bằng một cây cọ. Coi chừng. Nó đang bóp cổ tớ. Trong khi đó, cô bé đang bắt đầu phết phấn mắt bằng mực xúc tu mà không ai giúp đỡ cho cô ấy hết. Bỏ cậu ấy ra! Xúc tu hư! Nó xấu thiệt đó! Tớ sẽ che nó bằng một cái bịt mắt. Wow! Cái bịt mắt đó là một thứ rất phù hợp cho hải tặc đó. Tớ sẽ giúp bạn với phần trang điểm còn lại. Tớ chỉ cần nhẹ nhàng đánh và chải lên má và mắt của bạn. Rồi thêm một ít kim tuyến. Tớ sẽ sử dụng khuôn mẫu này để vẽ một hình xăm mỏ neo trên má của bạn bằng phấn mắt màu đen. Nó thật là hoàn hảo. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn tất bằng một lớp son môi màu hồng. Xong rồi. Wow. Bây giờ bạn trông y như một hải tặc vậy. Yay. Cô bé đã sẵn sàng để ra khơi như một hải tặc thực thụ.
một con rắn đã lẻn lên tàu. Cô bé đang quá bận rộn với việc lau chùi nên không chú ý con rắn. Sau đó ta đã chiến đấu với anh ta như vậy. Đó là cái gì vậy? Có một con rắn khổng lồ đang lao vào đồng đội của chúng ta. Rắn! Rắn! Ôi không, con rắn đang tiến lại gần hơn. Để tớ xử lý con rắn đó bằng đôi tay co giãn của tớ nha. Bắt được rồi, đi thôi nào cậu bạn. Cô bé vẫn không thể nghe chúng ta. Ngay cả tiếng đàn ồn ào này cổ cũng không nghe được. Bây giờ thì làm sao đây? Tớ biết rồi, tớ sẽ chọc vào trong tai của cô ấy. Tớ biết ngay mà, tai của cô ấy đầy ráy luôn. Chúng ta phải kéo hết đống ráy tai đó ra. Gớm quá đi, nó đầy khắp tay của tớ rồi. Giúp tớ. Này, có chuyện gì vậy? Đẩy nó ra với. Tớ sắp bất tỉnh rồi. Thôi vậy, ít nhất bây giờ bạn có thể nghe được rồi. Hãy xem tớ luyện tập kỹ năng kiếm của mình này. Wow, hay quá. Hãy xem chiêu này đây. Wow, thật là hay. Anh ấy thật sự biết cách sử dụng kiếm. Woohoo, thật tuyệt vời. Tớ cần lấy cây kiếm đó và trở nên ngầu giống như anh ấy. Kiếm của tôi đâu rồi? Cẩn thận. Cẩn thận với cái đó. Hay quá. Wow, nó thiệt là sắc bén. Chạy đi, không được, trở lại phía kia. Mọi người cúi xuống. Nếu cô ấy cắt ngón tay của mình như xúc xích thì tính sao đây? Hoặc là như cà rốt. Các bạn làm tớ đói rồi đó. Tớ biết phải làm gì rồi. Lấy một mảnh giấy và gấp nó như vậy để làm một con dao bằng giấy. Sau đó lấy một mảnh khác để làm tay cầm và vỏ bọc cho kiếm. Tớ đã làm cho bạn một cây kiếm mới rồi đây, hải tặc nhỏ. Muốn tập luyện cùng tớ không? Được rồi, hãy cùng tập nào. Ôi không, đó là hề buggy. Hả? Tớ nghĩ tớ nghe thấy tiếng động gì đó. Thôi vậy. Bây giờ là cơ hội của ta. Hả? Ups, cô bé xém nữa đã thấy ta rồi. Chắc là không có gì đâu. Ta nghĩ cô bé đó sẽ là một thành viên xuất sắc cho buổi diễn của ta. Nè, hề buggy sao? Anh đang làm gì ở đây vậy? Ở yên nào. Bắt được rồi. Cứu ta. Hề buggy đã làm rớt cái mũi của mình. Chúng ta phải rời khỏi đây. Chúng tớ nghe thấy tiếng la hét. Cô bé đâu rồi? Nhìn đây, quả banh này trông quen quen. Tớ biết, đó là mũi của hề buggy. Anh ta chắc chắn đã mang cô bé đi. Ta đã bắt được cô bé rồi. Chờ đã, mũi của ta đâu rồi? Ta phải triệu hồi nó. Nhìn kìa, quả banh đang lơ lửng. Dường như nó sẽ dẫn chúng ta tới chỗ hề buggy. Nếu đó là một cái bẫy thì sao? Tớ cần phải thoát ra. Tớ nghĩ là chúng ta đang đến gần rồi. Nhìn kìa, chắc phải là nơi này. Chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Cô bé đây rồi. Mọi người đã tìm thấy tớ rồi. Ta đã bắt được mọi người vào bẫy của ta. Chúng tớ sẽ chiến đấu hết mình. Thử thách được chấp nhận. Vào mau lại đây. Súng cao su. Hay da. Hề buggy đã dùng chân của mình để làm lớp phi giúp ngã. Ow, không tốt. Đến lượt tôi tấn công. Hi-ya! Đó có phải là tất cả những gì cậu có không, chàng trai? Hề buggy đã sử dụng sức mạnh của mình để tấn công Zoro từ phía sau. Bạn bè của tớ đang bị tổn thương. Ôi không. Wow! Ôi, mắt của tớ. Buổi diễn đã kết thúc. Ôi không, nhóm mũ rơm cũng đã bị bẫy rồi. Ta sẽ trở thành vua hải tặc. Tớ biết rồi, bằng sức mạnh trái cao su của tớ, tớ có thể kéo tay của mình ra và giải thoát cho cậu. Làm ơn hãy thành công đi. Tớ đã cởi dây buộc ra. Đúng vậy, có hiệu quả rồi. Nhận lấy đi, tên hề xấu xí. Chân ta. Cú đấm siêu cấp. Họ đã làm được. Băng hải tặc mũ rơm đã đánh bại hề buggy. Làm tốt lắm đồng đội. Chúng ta là nhóm hải tặc tốt nhất. Nhìn các chiêu gián trượt của tớ nè. Tớ có các chiêu tốt hơn. Cẩn thận, tớ đang mất cân bằng. Va chạm gián trượt rồi. Ôi kìa, chuyện gì xảy ra vậy? Xấu hổ quá,
cái răng cửa rồi. Ta có một ý tưởng, ta sẽ sử dụng keo để gắn răng của cháu lại nha. Cho ta chút thời gian để làm nó hoạt động ha. Nó đã sẵn sàng. Cháu thấy sao? Răng của cháu bị cong rồi. Oops, ta nghĩ ta nên sử dụng keo siêu dính. Cháu bị mất một chiếc răng. Chờ đã, ta cần gọi một người. Ê, ê, thế nào rồi? Các anh là ai? Người đàn ông mặc áo đen đã đến để lấy hàm răng vàng của anh ấy. Cảm ơn. Bây giờ hãy mang nụ cười đó trở lại nào. Hãy thử mang cái này nha. Hãy thử cười cho mọi người xem nào. Nó phù hợp với một cậu bé giàu có như tớ. Những con ong ấy nhất định đã bị thu hút bởi siro mật ong đó. Ôi không, cậu bé đang chuẩn bị cắn vào một chiếc bánh quế có vị ong. Hả? Cậu trông giống như một chú chuột hamster. Ôi không, một chú ong cũng đang ở trên người tớ. Tớ bị chết rồi. Ở đây có chuyện gì vậy? Bác phải đốt đi cái chùm. Không. Cháu đã sẵn sàng chưa? Đến lúc bắt đầu rồi đây. Nó cháy kìa. Hãy xem ngọn lửa đốt cháy cái chùm nào. May mà bác đã mang theo một bình chữa cháy mini. Chỉ cần phun một chút ở đây, lau hết phần bọt đó đi. Bác là bác sĩ xuất sắc nhất. Cháu có chùm của con ong ở trên rồi. Việc này phải gọi báo động đỏ đây. Tốt lắm, gói đồ đã được đưa tới. Hãy mở nó ra nào. Cái bơm này sẽ sửa tất cả mọi thứ. Nó đang bơm cái chùm và nọc độc ra. Wow, chú là giỏi nhất bác sĩ. Ngày kinh hoàng nhất. Đi chích vaccine. Đến lượt của các đứa trẻ rồi. Ai đã sẵn sàng để nhận mũi tiêm nào? Tránh xa các đứa bé ra. Đi ra. Chú có những ống tiêm đẹp mắt hơn nhiều. Chúng đều có hương trái cây. Tuyệt vời, cháu chắc chắn sẽ lấy cái đó. Muốn thử mũi tiêm có hương Fanta hoàn toàn mới của chúng ta chứ? Ngọt quá, cho cháu thêm với. Bây giờ khi cậu bé đã bị sao lãng đến lúc tiêm thật rồi, chú đã hóa trang nó với hình dạng con cá mập để nó không quá đáng sợ. Dễ như ăn bánh. Đó là cách bạn chăm sóc trẻ em. Nghĩ nào. Cái thứ gì ở bên đó đây ta? Hả? Cái gì vậy? Tuyệt vời, cô bé đã bị sao lãng. Đây là cơ hội của ta. Tiếp tục nhìn qua bên kia đi. Chỉ cần băng lại cho cháu và đã xong. Gì cơ? Nó xảy ra như thế nào vậy ta? Đơn giản thôi, cháu có một bác sĩ thông minh mà. Giờ là lúc ăn kẹo rồi. Tớ không muốn uống viên thuốc khổng lồ đó đâu. Đó là kẹo Skidoo. Chú có một ý tưởng ngọt ngào đây. Chú sẽ ném viên thuốc vào giữa những viên kẹo này. Nhìn nè, chú đã mang đến cho cháu một cái máy gấp kẹo. Wow, cái này tuyệt vời quá. Tớ muốn lấy thật là nhiều kẹo. Tớ đã lấy được một viên. Đúng vậy, đến với tớ đi. Wow, viên kẹo này bự thiệt. Mình thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi. Cháu không muốn uống thuốc đâu. Đưa nó tránh xa cháu ra. Cháu sẽ uống viên thuốc này. Hoặc là... một cây búa. Hay da. Bác sẽ biến nó thành bột nha. Hử? Cháu không muốn. Bác sẽ chuyển bột thuốc vào một cái bát. Sau đó bác sẽ cho thêm hạt chia. Rồi đổ vào một ít nước. Này, cái túi máu này vẫn còn hữu dụng đó nha. Bác sẽ cho một giọt máu vào hỗn hợp và bắt đầu khuấy lên. Đây, nó đã hoàn thành. Bác đã làm cho cháu kẹo nhầy nhụa. Hãy thử một chút đi nào. Wow, nó có vị dâu sao? Hãy thử nó đi. Dạ được. Nó đúng là ngon quá đi à. Thấy chưa, tôi đã lừa được cô bé để cô ấy uống thuốc. Sao cũng được. Hước là của tớ. Không, anh ấy là của tớ. Tôi không nghĩ là Hước có siêu năng lực co giãn đâu nha. Cả hai đứa trẻ đã làm tổn thương cánh tay của chính mình khi ngã. Bệnh nhân của tôi bị thương sao? Ngồi xuống và cho chú xem cánh tay của cháu nào. Chúng ta sẽ chụp x-quang nha. Cháu đã làm gãy xương của mình rồi. Việc này rất là tệ đó nha. Đó là găng tay vô cực của Thanos ư? Chú có một siêu ý tưởng đây. Chú cần phải gọi điện thoại đã. Đúng thế, mang nó đến đây. Giao hàng của bạn đã đến rồi. Tuyệt vời, cảm ơn nha. Tôi tự hỏi điều bất ngờ sẽ là gì đây. Ta-da! Đó là găng tay vô cực của Thanos. Khi cháu đeo nó, cháu sẽ là cậu bé mạnh nhất thế giới. Wow, cái này đúng là ngầu quá. Đừng quên dây quàng bằng vàng để giữ cánh tay của cháu nha. Một dây quàng tay vô cực.
Hãy kiểm tra cổ họng của cháu nha. Mở miệng ra nào. Nhưng cánh tay của cháu mới là nơi bị đau. Ừ, vậy thì bác phải nghĩ đã. À ha, chúng ta sẽ sử dụng những cái này để giữ cánh tay của cháu. Như thế nào? Hãy thử xem nào. Oops, chắc là phải có cách gì khác. May mà cuối cùng ông ấy cũng bỏ được đôi tất cũ ấy. Bác sẽ sử dụng đôi tất cũ của mình để giữ các que lại với nhau. Nó có mùi gớm quá à. Ờ, thì cháu sẽ phải chịu đựng nó vậy. Xem nè, tớ có thể bắt viên gạch Lego bằng miệng á. Hay lắm, tớ muốn thử. À, tớ nghĩ nó bị kẹt trong mũi của tớ rồi. Ôi thôi rồi, tớ nghĩ tớ đã nuốt viên Lego. Khẩn cấp. Có gì mà khẩn cấp vậy? Ôi trời ơi, cháu đã nuốt một viên gạch Lego sao? Không có gì một thiết bị bơm không thể nào khắc phục được. Cái này sẽ bơm viên Lego ra. Chú đã lấy được nó ra rồi. Kinh thiệt đó, đây thật là một hiểm quả mắc nghẹn. Thay vào đó, chúng ta có thể sử dụng các tấm thảm chữ cái. Yeah, cháu muốn chơi. Mảnh cuối cùng. Để chú sửa cái mái nha. Nó gần xong rồi. Wow, ngôi nhà chữ cái của riêng cháu. Được rồi, bác sẽ thử kéo viên Lego ra bằng cái nhíp nha. Gớm quá, nó dính đầy nước mũi luôn. Cháu biết không, điều này có thể hữu ích đó. Lấy một cái Lego Pop It. Bây giờ bác sẽ đổ đầy cái khuôn bằng một số sô-cô-la nhiều màu sắc. Để cho nó đông. Và chúng ta đã trở lại. Lấy nó ra khỏi khuôn nào. Xem đây. Bây giờ chúng ta đã có Lego ăn được nè. Bác có một món ăn nhẹ Lego cho cháu đây. Wow, cháu muốn thử xây cái tháp trước đã. Tại sao cháu không thử một chút ta? Năm, cháu thích nó. Mẹo của tôi tốt hơn là những thiết bị ngốc nghếch kia nhiều. Ngư quá đi. Hãy xem kỹ hơn nha. Đầu của cháu bị nhiễm chí rồi. Tôi cần chiếc kính lúp đó. Nè, bệnh nhân của tôi cũng bị ngứa đầu nữa. Đầu của cậu bé cũng bị nhiễm chí rồi. Chú biết giải pháp cho vấn đề này. Chú sẽ quay lại ngay. Chú đã trở lại và lên đồ sẵn sàng. Wow! Thư giãn đi, chú là bác sĩ của cháu đây. Chú đã chuẩn bị một bồn tắm cho cháu. Hãy đem cháu vào cái bể bơi này nào. Được rồi, bắt đầu bằng dầu gội chống chí. Phải đổ thật nhiều để đảm bảo chúng ta dìm hết tất cả các con chí nha. Nhiều quá đi, dầu gội dính cả da mắt của cháu. Ôi, đừng lo, chú cũng có một dụng cụ cho việc đó. Cái đồ đeo trên trán này sẽ ngăn dầu gội vào mắt của cháu nè. Một cái nữa, dòi qua sen con vịt. Trong khi chú vịt lái chiếc thuyền của mình, cháu sẽ tắm rửa. Thấy chưa, các dụng cụ của chú hoạt động thật là hoàn hảo. Xong hết rồi. Wow, đầu của cháu không còn ngứa nữa. Bác nên che đầu của mình để những con đó không bò vào đầu của bác. Và một cái nắp chảo để bảo vệ khuôn mặt của bác nữa. Được rồi, bác đã sẵn sàng. Hãy để bác kiểm tra con chí trong tóc của cháu. Có nhiều quá đi. Ê, bác không thể nào thở trong cái này được. Chúng ta phải cạo sạch tóc của cháu. Gì chứ? Không có tóc, không có chí. Tóc của cháu. Chúng ta gần xong rồi. Bác không còn thấy con chí nào nữa. Tóc của cháu. Ít ra chúng ta đã giải quyết vấn đề nhỉ. Đó là những vết mẩn đỏ trên khuôn mặt của họ. Chú biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Họ cần một chất sát trùng lao nhẹ lên những vết mẩn đỏ đó. Wow, khuôn mặt tớ không còn ngứa nữa. Còn cháu thì sao? Cháu đang cố trở thành hốt sao? Bác sĩ giúp cháu với. Nè. Gì vậy? Cháu cũng bị mẩn đỏ. Ừ, chờ đã, bác có một ý tưởng. Chúng ta sẽ làm việc này theo cách hữu cơ nha. Chúng ta sẽ biến miếng cải bắp này thành một chiếc mặt nạ. Không. Cháu đã lãng phí thức ăn của bác. Bác sĩ đang dự định làm gì đấy ta? Bác giới thiệu với cháu đồ bấm hình. Bác sẽ sử dụng chúng để tạo ra những hình nhỏ vui nhộn với cải bắp. Được rồi, chúng đã sẵn sàng. Bác sẽ cho một hình lên trên mỗi vết mẩn đỏ nha. Wow, khuôn mặt của cháu trông thiệt là đẹp. Tốt hơn là trông như hốt, phải không? Dĩ nhiên rồi, hàng chờ ở phòng khám của bác sĩ luôn thật là dài. Có vẻ như bác sĩ đang tiêm vaccine cho mọi người. Cái kim tiêm đó trông đáng sợ quá đi. Nó thiệt là to. Nó không muốn đâu. Đau quá. Ôi, xin chào bé gái. Con sẽ ổn thôi, nó sẽ không đau đâu, đúng không bác sĩ? Cho bác xem cánh tay của con đi. Không, bác ấy trông cứ như một người dữ tợn với một cây kiếm sắt vậy á. Giúp con.
con dơi. Quay lại đây nào, chúng ta bắt đầu nào. Không. Có vẻ như cô bé sợ kim tiêm đây. Bây giờ phải làm sao? Ồ, mẹ mới nảy ra ý tưởng rồi. Mẹ có thể dùng chú cá Flounder bóp được này. Ta hãy đặt nó lên ống kim để che đậy cái kim đi nào. Ờ, giờ đây nó trông không còn quá đáng sợ. Nhìn này, bạn cá Flounder muốn hôn cháu một cái. Thành công rồi. Chẳng hề đau chút nào. Bạn cá Flounder thiệt là tốt quá. Wow, một búp bê Barbie. Cô ấy muốn đi dạo. Ôi không. Oh, sô-cô-la. May mà nói là mứt Nutella chứ không phải là phân. Ôi không, cô ấy nuốt giày của Barbie mất rồi. Con gái của mẹ, có chuyện gì vậy con? Con bị nghẹn sao? Được rồi, mẹ sẽ vỗ vào lưng của con thật mạnh nha. Thành công rồi, cô bé đã phun chiếc giày ra. Ôi kìa, đồ vật này nhỏ thiệt luôn đó. Như vậy thật là dễ gây hóc nghẹn. Mẹ có một ý tưởng. Chúng ta hãy bỏ chân của Barbie đi nào. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Hãy chờ chút nha. Đến lúc làm thủ công rồi. Mẹ sẽ cần một ít dây kim loại. Và sau đó luồn nó qua hông của Barbie. Sau đó mẹ sẽ uốn cọng dây và tạo hình nó như một đuôi người cá. Tiếp theo mẹ sẽ phủ nó bằng giấy bạc. Hãy cho nó thêm một chút gì đó nữa nào. Mẹ sẽ phủ thêm một lớp đất sét lên trên lớp giấy bạc. Nó đang trở nên giống một cái đuôi hơn rồi. Rồi đây, bây giờ là lúc thêm chút màu sắc cho nó. Mẹ sẽ đổ lên kim tuyến màu xanh lá cây giống như đuôi của mẹ vậy. Sau đó thêm một ít hạt cườm để nó lấp lánh hơn. Và xong. Dưới đại dương. Con thích nó lắm. Cô ấy là một nàng tiên cá giống chúng ta. Mẹ rất vui vì con thích nó. Hôm nay bố sẽ là người ủi quần áo cho chúng ta. Nó rất là nóng đó. Hả? Bố sẽ quay lại ngay. Một chiếc bàn ủi nóng bỏng. Bây giờ thì đến tay bé bị bỏng rồi. Ôi không, tay của con đỏ lên hết rồi. Nó nóng quá à. Đây là một túi đá để làm dịu vết bỏng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Là lỗi của anh hết đó. Sao cũng được, đưa nó cho anh nào. Đúng là bố nào con nấy mà. Cả hai phải học cách cầm bàn ủi đúng cách đi. Đợi đã, một cái bình tưới cây. Giống như một chiếc bàn ủi. Mẹ biết rồi. Mẹ sẽ đổ nước nóng vào bình tưới cây. Bây giờ nó cũng có thể dùng như một chiếc bàn ủi mà không làm bỏng tay rồi. Wow. Thử đi nào. Nó có hiệu quả nè. Để bố hoàn thành công việc này nào. Này. Được rồi, áo choàng của bố đã sẵn sàng. Bố đi làm đây. Con đã giúp bố rất tốt. Cô bé đang ở vùng đất mộng mơ đó. Hả? Một cái tay biết đi. Đó là Sen. Hả? Bỏ tớ ra. Thật là thô lỗ. Wednesday Addams đang làm gì dưới giường vậy ta? Cậu đây rồi Sen. Tớ đã nói với cậu là đừng có chạy lung tung nữa mà. Hãy đi ngủ đi thôi. Wow, làm thế nào mà con đến đây được? Ôi, quan tài tôi ơi, con làm bố sợ đó. Phải làm gì đây? Một chiếc hộp ư? Đợi một chút, mẹ biết rồi. Hãy cắt chiếc hộp thành nhiều miếng hình quan tài và tạo lỗ hình dơi cho chúng. Mẹ sẽ dán các cạnh để lắp ghép tất cả lại. Một quan tài con dơi. Hay hơn là nó còn là đèn đêm nữa đó. Bây giờ mọi người đều có thể ngủ tiếp rồi. Chúc ngủ ngon, cục cưng của mẹ. Yêu, tay của mình bẩn quá đi. Tôi không nghĩ là một cục xà phòng dơ sẽ làm sạch được chúng đâu nha. Mình nên ném nó đi thôi. Đến giờ ăn tối rồi. Đồ ăn của ta tới rồi đây. Giúp tôi với. Ta rất ghét khi đồ ăn của mình ồn ào. Cái này sẽ làm cho cậu im lặng lại. Chút ngon miệng. Ouch. Phew. Được cứu bởi cục xà phòng dơ rồi. Cái này mà còn là xà phòng ư? Tởm quá đi. Không thể nào. Giờ là cơ hội để cho tôi trốn thoát. Tay con bị làm sao vậy? Con có thể dùng cục xà phòng sạch mới tinh này đây con gái yêu. Chờ chút. Khay đựng xà phòng cũng nhớp nháp và bẩn cả rồi. Bố biết rồi. Đầu tiên bố sẽ làm sạch cái khay bằng nước. Sau đó bố sẽ quấn dây thun qua nó để ngăn xà phòng tiếp xúc trực tiếp với nó.
thông minh lắm phải không? Tốt hơn rồi, cuối cùng con cũng có thể làm sạch tay mình. Nhìn này, không còn bẩn nữa. Con sẽ đặt xà phòng trở lại cái khay. Xà phòng không tiếp xúc với khay đựng nên nó sẽ không tạo ra bất kỳ dơ bẩn và chất nhầy nào. Bố giỏi quá. Mình thiệt là đẹp ha. Hả? Con gái của mẹ đang làm gì vậy? Con bé trông có vẻ bận rộn. Con có thể quay lại cho mẹ xem không con? Xin chào mẹ ơi, xem son môi của con nè. Ôi không vấn đề gì đâu. Chờ đã, trên son môi có vết cắn ư? Con đã ăn nó đó, ngon quá à. Không không không, son môi không phải là thức ăn đâu con. Nhổ ra nhanh đi nào. Dạ được. Việc này không có tốt đâu, đừng bao giờ ăn son môi nữa nha. Khoan nào, con đang giận sao? Giờ mẹ lại cảm thấy có lỗi quá. Nhìn khuôn mặt buồn bã này kìa. Bây giờ mẹ nên làm gì đây? Ồ, mẹ biết rồi. Sô-cô-la, mẹ định làm gì vậy ta? Múc đầy một muỗng sô-cô-la và hâm nó trên nến cho tới khi nó tan hoàn toàn. Bây giờ mẹ sẽ đổ sô-cô-la đã tan chảy vào ống son môi. Đây rồi, một son môi sô-cô-la. Nó có thể ăn được đó. Cắn thử một cái xem con. Thật là tuyệt vời. Nó có vị như là sô-cô-la vậy. Cảm ơn mẹ. Con gái yêu của mẹ. Mình thật say mê cuốn sách này quá đi. Đó có phải là một tia laser không? Đừng chĩa nó vào trán của bố chứ. Nó đang cháy kìa. Mẹ đang nấu gì đó hả? Ôi trán tôi đang bị cháy. Bỏ nó ra, bỏ nó ra. Nước. Ồ, dễ chịu quá. Hả? Mặt của bố kìa. Không cho con dùng laser nữa đâu, bé cá này. Con muốn lấy lại laser. Ôi, không xong rồi. Ồ, băng dính. Hoàn hảo. Hãy dùng khả năng dịch chuyển đồ của bố nào. Lấy được rồi. Bố định làm gì với băng dính vậy ta? Bố sẽ dằn băng dính khắp căn phòng. Trông như hệ thống bảo vệ tia laser vậy. Giờ thì chúng ta có một nhiệm vụ rồi đây. Nhìn xem bố đã tạo ra cái gì. Có tia laser ở khắp mọi nơi. Tuyệt quá đi. Con là một điệp viên. Và con phải vượt qua những tia laser để đến phía bên kia. Bố thực hiện mẹo này như một điệp viên thực thụ vậy. Còn một miếng cuối nữa. Cái gì vậy? Có động đất sao? Không phải đâu, chỉ là cô bé bị ốm đang ho thôi mà. Con cần uống thuốc đó. Con gái tội nghiệp của mẹ, con sốt rồi. Đến lúc uống thuốc rồi nè. Mẹ đã chuẩn bị mấy giọt máu đây con. Con không muốn. Không sao đâu, nó có vị giống như máu vậy. Không, con ghét thuốc lắm. Vậy sao? Đến lúc sử dụng chiêu này rồi, mẹ sẽ lấy một ít giọt máu và lấp đầy nút của một đồ chơi Puppet hình cá. Cậu ấy trông giống như chú cá Flounder bạn tốt của mẹ. Chúng gần sẵn sàng rồi. Ta chỉ cần làm lạnh nó bằng cái đuôi của con. Món thạch đã sẵn sàng, con hãy thử xem. Xem này, nó thật là mềm. Thiệt là ngon quá à. Nè, còn bố thì sao? Được rồi, mọi người đều được thử mà.